Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành hôm nay và chúc tụng lời của Chúa trong sách Samuel. Xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Cảm ơn Chúa cho hôm nay chúng ta bắt đầu bước sang sách Samuel thứ nhất và thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ học khái quát hai cuốn sách này trước khi chúng ta học từng chương một. Chiết xuất hay là ý tưởng lớn của sách này là gì? Sách Samuel ghi lại sự khởi đầu của chế độ quân chủ của Israel theo sau cuộc đời của nhà tiên tri Samuel, nói về câu chuyện của vua Saul xấu số, về sự lựa chọn cuối cùng của Đức Chúa Trời về David làm vua và một số chủ đề nổi bật khác. Thứ hai, sách này nói về sự quan phòng và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học được về điều đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời liên tục làm cho các sự kiện hàng ngày nó hoạt động theo như các mục đích của Ngài đã định. Một vài ví dụ đơn cử như Ngài sử dụng mối quan hệ gây tranh cãi của Heli với Phinea. Chúng ta thấy trong câu chuyện của thầy tế lễ Heli và con trai Phinea, 1 Samuel chương 1 câu 1 đến câu 28, về việc mà Chúa phán với Samuel lúc đó về con trai của thầy tế lễ Heli, về việc mà Ngài dẫn Saul đến gặp Samuel. Trong quá trình lúc đó ấy, thì là Saul đi tìm con lừa bị mất của mình, 1 Samuel chương 9 câu 1 đến câu 27. Chúng ta thấy sự quan phòng thể trị của Đức Chúa Trời khi Ngài khiến David nghe biết về Goliath trong lúc mà chàng trai trẻ đi đưa thức ăn cho các anh em của mình, 1 Samuel chương 17 câu 51 đến câu 58. Đức Chúa Trời Ngài quan phòng và hướng dẫn riêng cho cuộc sống của những người được chọn như là Anne, Samuel và David. Ngay cả cuộc đời của Saul cũng được Đức Chúa Trời chăm sóc và quan phòng, 1 Samuel chương 9 câu 16. Ở đây chép rằng, ngày mai tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Benjamin đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức giàu cho người làm vua của dân Israel ta. Ngươi sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Philistine, vì ta đã đoái xem dân ta và tiếng của chúng đã thấu đến ta. Thời gian của Đức Chúa Trời luôn luôn là hoàn hảo. 1 Samuel chương 9 và 1 Samuel chương 23 đoạn cuối. Bởi vì Ngài là Chúa của lịch sử. Ý muốn và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Sách này chúng ta cũng học về ý muốn, về quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài chọn hoặc là từ chối con người theo ý muốn và mục đích tối cao tuyệt đối của Ngài. Ngài có thể thay đổi cách đối xử với các cá nhân theo những kế hoạch và mục đích của Ngài. Nhưng quyết định của Ngài luôn luôn là công bình và đúng đắn. Đồng thời, Ngài là đấng thương xót và nhân từ. Điểm thứ ba, về vương quyền, quyền tể trị đấy. Thì Đức Chúa Trời là vua thiên thượng. Đức Chúa Trời đã chỉ định một phó nhiếp chính của loài người. Phó nhiếp chính tức là người thay mặt cai trị, đó chính là vua David, để cai trị dân sự của Ngài. Lịch sử này xác nhận David là nhà vua cai trị hợp pháp của Israel. Nó cũng làm ứng nghiệm lời hứa của Gia-cốp trong Sáng Thế Ký chương 49 câu 10. Ở đó chép rằng, cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Juda, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Silo hiện tới, và các dân vâng phục đấng đó. Silo nghĩa là an nghỉ hay là đấng dẹp loạn. Juda là bộ tộc của David. Đức Chúa Trời làm vua của cả vũ trụ và luôn luôn là như vậy. Không một vị vua nào của loài người có thể đảm nhận được vương quyền ngoại trừ với tư cách là một phó vương quyền. Tức là không có một vị vua nào trong loài người có thể làm vua tuyệt đối ngoại trừ chỉ là với tư cách là một người phó vương quyền hay là phó nhiếp chính. Đức vua là chính là Đức Chúa Trời cai trị trên đất này mà thôi. Thứ tư, Đức Chúa Trời có thể đảo ngược vận mệnh của con người. Về sự vô sinh của Anne đã thay đổi và bà sinh con cái. 1 Samuel chương 1 câu 1 đến câu 28, chương 2 câu 21 thì chép rằng Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái. Con gái trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel trở thành nhà tiên tri thay cho các con trai của Heli. Ở trong chương 2 câu 12, chương 3 câu 13. Saul trở nên nổi bật mặc dầu ông thuộc bộ tộc Benjamin, tai tiếng và thấp kém. Và David là vua được sức giàu mặc dầu ông là con trai út. Trong chương 16 câu 1 câu 13. Những khuôn mẫu bình thường của con người đã được Đức Chúa Trời làm đảo ngược để kế hoạch của Ngài được đẩy mạnh hơn nữa và cho thấy quyền tể trị của Ngài trên tất cả mọi người và mọi thế sự. Thứ năm, việc áp dụng sách này sẽ như thế nào? Đức Chúa Trời vẫn còn tể trị trong thế kỷ 20-21 này. Ngài sẽ hoàn thành các mục đích của Ngài, giàu có hoặc không có sự hợp tác của chúng ta. Nhưng cũng đúng trong cuộc đời của Samuel, Saul và David. Việc chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta, kết cục của cuộc đời chúng ta. Liệu chúng ta có vâng lời Ngài như Samuel và David đã làm trong cuộc đời của họ và được ghi dấu bởi những phước hạnh hay không? Hay chúng ta giống như Saul, cố gắng sống theo cái ý riêng của mình? Samuel nói với Saul sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. 1 Samuel chương 15 câu 22.
Sự thật đó vẫn còn thời sự cho chúng ta ngày hôm nay. Do đó, việc tuân theo lời Đức Chúa Trời là điều quan trọng hàng đầu. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới cho phép con người tội lỗi có mối quan hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Chỉ có cách Thiên Chúa ban cho Ngài, chính Ngài mở đường để chúng ta có thể tiếp cận với Ngài thông qua của tế lễ hy sinh, mới có thể chuẩn bị cho con người đến gần hơn với Thiên Chúa. Người tin Chúa chỉ có thể trông đợi vào Đức Chúa Trời. Đấng sẽ thực hiện ý chỉ của Ngài theo mục đích riêng của Ngài. Điều gì là không thể đối với con người thì có thể đối với Thiên Chúa. Ngày nay, điều này sẽ khuyến khích các tín đồ, những con cái Chúa đặt đức tin của họ vào Đấng có quyền tối cao trên muôn vật. Tiếp theo là bình luận của John MacArthur về sách này. Có bốn chủ đề về Kinh Thánh chủ yếu ở trong sách 1 Samuel, 1 và 2 Samuel. Chủ đề đầu tiên ấy là giao ước của David. Hai sách được đóng khung theo lối hành văn bằng hai đề cập. Đó là vị vua được sức dầu, lời cầu nguyện của Anne, 1 Samuel chương 2 câu 10 và bài ca của David, 2 Samuel chương 22 câu 51. Đây là sự ám chỉ đến Đấng Messi, Đức Vua sẽ chiến thắng các quốc gia chống lại Đức Chúa Trời. Xem trong Sáng Thế Ký chương 49 câu 8 câu 12, đó là lời tiên tri, lời chúc phước của Gia-cốp cho các con của mình. Trong Dân Số Ký chương 24 câu 7 đến câu 9, câu 17 đến 19, đó là bài ca. Theo lời hứa của Chúa, Đấng Messi này sẽ đến qua dòng dõi David và thiết lập ngai vàng của David mãi mãi. 2 Samuel chương 7 câu 12 đến 16. Các sự kiện trong cuộc đời của David được ghi lại trong Samuel báo trước những hành động của người con lớn của David trong tương lai sẽ đến, đó chính là Đấng Christ. Chủ đề thứ hai là quyền tể trị của Đức Chúa Trời được thấy rõ trong các sách này. Một ví dụ về sự ra đời của Samuel bởi sự đáp lời cầu nguyện của Anne. Ngoài ra, liên quan đến David, rõ ràng là không có gì ngăn trở được kế hoạch của Đức Chúa Trời để cho David cai trị trên Israel. 1 Samuel chương 24 câu 21 nói rằng, chính Saul nói, quả hẳn ta biết con sẽ làm vua và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Thứ ba, rõ ràng đó là công việc của Đức Thánh Linh trong việc trao quyền cho con người trong những công việc được Đức Chúa Trời chỉ định. Đức Thánh Linh của Chúa đã đến trên cả vua Saul và vua David. Khi họ được sức dầu làm vua, 1 Samuel chương 10 câu 10. Khi Saul đến Kibia, có một đoàn tiên tri đến đón người, thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Chương 16 câu 13, Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh em người, tức là David. Từ đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Quyền năng của Đức Thánh Linh đã mang đến lời tiên tri, 1 Samuel chương 10 câu 6. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi, tức là Saul, nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác và chiến thắng ở trong trận chiến bởi thần của Chúa. 1 Samuel chương 11 câu 6. Vừa nghe thấy tin này, Saul được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Thứ tư, các sách của Samuel chứng minh những ảnh hưởng tội lỗi trên bình diện cá nhân và cả quốc gia. Tội lỗi của Heli và các con trai của ông đã dẫn đến cái chết của họ. 1 Samuel chương 2, chương 3 và chương 4. Thiếu sự tôn kính đối với hòm giao ước dẫn đến cái chết của một số người Israel. 1 Samuel chương 6 câu 19. Đức Giê-hô-va hành hại dân Bết-Sê-mét vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. 2 Samuel chương 6 câu 6 đến câu 7. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-sa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-sa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. Sự bất tôn của Saul dẫn đến sự phán xét của Chúa và ông bị từ chối làm vua trên Israel. 1 Samuel chương 13, chương 15. Mặc dầu David đã được tha thứ về tội ngoại tình và giết người sau khi xưng tội, 2 Samuel chương 12, câu 13. David bèn nói cùng Nathan rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đáp cùng David rằng, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng David vẫn phải chịu những hậu quả không thể tránh khỏi và rất là tàn khốc về tội lỗi của mình. 2 Samuel chương 12, câu 10. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. Trong câu 14. Nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch của Đức Giê-hô-va nói phạm đến ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đó là những hậu quả. Đây là sự tóm tắt theo bài học Kinh Thánh của bản dịch ASV. Sự tóm tắt này nói, mục đích
Mục đích của cuốn sách, mục đích của một Samuel nêu bật lên hai sự kiện chính: sự thành lập chế độ quân chủ ở Israel, chương 8 đến 12, và việc David lên làm vua sau Saul, chương 16 đến 31. Sau khi cai trị một thời gian, Saul bị Chúa từ chối trong khi Ngài ưu tiên ủng hộ vua David, chương 15-16. Mặc dù Saul được ngồi trên ngai vàng cho đến khi qua đời tại núi Kinboa, chương 31. Sau đó, ở trong 2 Samuel, chương 7, Đức Chúa Trời có hứa với David và nhà ông một triều đại vĩnh cửu, một triều đại đời đời. Sách 1 Samuel thiết lập nguyên tắc rằng vâng theo lời Đức Chúa Trời là điều kiện cần thiết để một vị vua được Đức Chúa Trời của Israel chấp nhận. Sách 1 và 2 Samuel đề cập đến một giai đoạn chuyển tiếp ở trong lịch sử của Israel cổ đại. Trước tiên, nó có sự chuyển đổi quyền lãnh đạo từ thầy tế lễ Heli sang quan sát Samuel, rồi từ quan sát Samuel sang vua Saul, rồi từ vua Saul sang vua David. Vì vậy, Samuel có mối liên hệ giữa quyền xét xử và vương quyền trong Israel. Samuel là nhà tiên tri mà Đức Chúa Trời dùng để sức dầu cho cả Saul và David. Vương quốc Saul cũng đang trong quá trình chuyển đổi. Dưới thời Saul, Israel không chỉ là một liên minh lỏng lẻo tập hợp lại với nhau bất cứ khi nào có mối đe dọa chung, nhưng không có sự cai trị trung tâm mạnh mẽ nào tồn tại sau này. Câu chuyện về sự trỗi dậy của David trong nửa sau của sách Samuel thứ nhất chuẩn bị cho vương quyền toàn diện của David trong sách thứ hai của Samuel. Ba nhân vật hàng đầu của Samuel thứ nhất và thứ hai. Thứ nhất là Samuel. Samuel theo nghĩa tiếng Do Thái, nó có một số cái ý nghĩa có thể được dịch là danh của Đức Chúa Trời hay là danh của Ngài là Đức Chúa Trời. Danh của Ngài là quyền năng hay là đã được nghe nói về Đức Chúa Trời. Người ta không ngạc nhiên là khi người Do Thái coi Samuel đứng thứ hai sau Môi-se trong số các nhà lãnh đạo của họ. Người viết Thi Thiên là Thi Thiên 99 câu 6 thì nói rằng trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn, trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Samuel. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lại cho. Đức Chúa Trời phán với Giê-rê-mi trong Giê-rê-mi 15 câu 1. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng dầu Môi-se và Samuel đứng trước mặt ta nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mặt ta, cho chúng nó đi ra. Đức Chúa Trời đã xếp Samuel cùng với Môi-se như một thầy tế lễ cầu thay. Samuel vinh dự là người cuối cùng trong số các quan xét. 1 Samuel chương 7 câu 6. Chúng hội hiệp tại Mích-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cứ ăn mà rằng chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mích-ba. Câu 15 đến 17. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm người tuần hành khắp Bê-tên, Kinh Danh và Mích-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Và Samuel là người đầu tiên trong trật tự mới của các nhà tiên tri. 1 Samuel chương 3 câu 20-21. Từ Đan cho đến Bê-sê-ba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy là tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Công vụ chương 3 câu 24. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel cho đến các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Chương 13 câu 20. Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Đó là lời bài giảng của Ê-tiên. Tầm vóc của chức vụ tiên tri trong suốt những năm của vương quốc có thể được bắt nguồn từ cuộc đời và chức vụ của Samuel. Ông có lẽ là người sáng lập trường tiên tri trong 1 Samuel chương 10 câu 5. Kế sau người sẽ đến Kibea Elohim là nơi có một cái đồn của dân Philippines. Khi đã vào thành, ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đờn cầm đi trước. Họ sẽ nói tiên tri. Nhân vật thứ hai là vua Saul. Saul tiếng Hebrew có nghĩa là đã hỏi, tức là từ Đức Chúa Trời. Là vị vua đầu tiên của Israel, con trai của Kích thuộc chi phái Benjamin. Ông là một người trẻ được lựa chọn trong thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời khi được đặt lên ngai vàng. Ông là một người khổng lồ về thể chất. 1 Samuel chương 10 câu 23. Người chạy đi tìm người tại chỗ đó, Saul ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Ông là một người cần cù, hào phóng, trung thực và khiêm tốn. Đức Chúa Trời đã chọn Saul để thiết lập chế độ quân chủ của Israel. Nhưng ba lần trong suốt thời kỳ trị vì, Saul đã tự loại mình ra khỏi chức vụ tối cao này.
Câu chuyện về vua Saul ở trong 1 Samuel chương 9 đến chương 31 là một trong những câu chuyện thảm hại nhất về những người hầu việc Đức Chúa Trời. Barthol Piner có trích dẫn 4 sự suy thoái trong kinh nghiệm của vua Saul. Chúng ta sẽ đi từ những điểm tích cực cho đến những điểm thoái hóa. Thứ nhất là sự xuất hiện nổi bật của vua Saul, 1 Sáng Thế Ký chương 2. Có một người con trai tên là Saul còn trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng ai lịch sự bằng người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Chuyển thành cái sự kiêu ngạo trong chương 18 câu 8. Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Ban đầu ấy thì Saul là một người sáng tạo, 1 Samuel chương 11 câu 7. Người bắt một cặp bò xả ra từng miếng gửi cho các sứ giả đem đến khắp địa phận Israel. Với lời rao này, phàm ai không ra theo Saul và Samuel thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy. Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự nên hết tài chúng đều đi ra như chỉ một người. Đã thoái hóa thành ra sự nổi loạn trong 1 Samuel 20 câu 31. Thật hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Đây là Saul nói với Jonathan, con trai mình. Saul vốn là một người dũng cảm trong chương 13 câu 3. Jonathan đánh đồn Philistine ở Kibia. Dân Philistine hay điều đó, Saul hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng dân Hebrew khá nghe biết. Chuyển thành một trạng thái ngông cuồng, từ dũng cảm chuyển thành ngông cuồng. 1 Samuel chương 14 câu 24. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt và đuối. Và lại, Saul có thể cùng dân sự rằng, đáng rủa sả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta. Vì vậy cả dân sự đều cữ không ăn được vật thực gì hết, mặc dù trong lúc đó đánh giặc rất là mệt. Saul vốn là một người yêu nước, đầy dẫy tinh thần yêu nước. 1 Samuel chương 11 câu 6. Vừa nghe tin này, Saul được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Ông đã chuyển thành người mà bị quỷ ám, một ác linh nó ám vào ông. 1 Samuel chương 16 câu 14. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul, Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Nhân vật thứ ba đó là David. David là con trai của Isai, là một người theo đuổi tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và trong một khoảng thời gian sống của ông là 70 năm, ông đã phục vụ thế hệ của mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Công vụ chương 13 câu 36. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. David nổi bật như một ánh sáng chói lọi cho Đức Chúa Trời của Israel. Công trạng của ông rất nhiều và đa dạng. Ông là người của hành động, ông là một nhà thơ, là một người yêu dịu dàng. Ông là một kẻ thù rộng lượng, ông là người phán quyết cương trực về công lý. Ông là một người bạn trung thành và ông là tất cả những gì mà con người tìm thấy ở một người lành mạnh và đáng ngưỡng mộ. Và điều này là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, đấng đã tạo thành và đã định hình cho số mệnh của ông. David là vị vua vĩ đại nhất của Israel, được Đức Chúa Trời chỉ định và là tiền thân Messi của Đấng Christ. Ông là người duy nhất trong Kinh Thánh có cái tên David. Có 58 các câu Kinh Thánh tham khảo trong Tân Ước về David. Hai ví dụ đơn cử như trong Roma chương 1 câu 3. Đây là tin lành mà sứ đồ Phaolô giới thiệu. Về con ngài, theo xác thịt bởi dòng dõi vua David sanh ra. Và trong Khải Huyền chương 22 câu 16. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đang tỏ cùng các tôi tớ ngài những điều kíp phải xảy ra. Sự nghiệp của David đã bị hủy hoại bởi những tội lỗi tày trời, nhưng sự trung thực, nghị lực của ông trong việc thừa nhận và thú nhận những tội lỗi đó đã mang lại sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem cái lời cầu nguyện ăn năn của ông trong Thi Thiên 51. Cảm ơn Chúa, đây là sự giới thiệu qua trong cái sách Samuel cho chúng ta biết khái quát về cái sách này. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Ngài, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài cho bài học giới thiệu về một giai đoạn lịch sử và không có gì mới ở dưới mặt trời. Chúng con cảm ơn Chúa Jesus Christ vì Ngài đến cho chúng con và Ngài là từ dòng dõi vua David. Con cầu nguyện sự bình an trên toàn bộ.